Rồi, tôi xin chào tất cả các anh em cầu thủ đam mê cá tầm toàn quốc. Hôm nay tôi lên một clip gồm 19 cây câu nha anh em. Thì 19 cây câu này 19 cây câu đa thể loại luôn. Thì có hai cây cần gốc mini, một hai cây cắm gốc cần một khúc và phần còn lại là cần cho anh em chuyển cho anh em câu lăng xe. Rồi, đếm vô cụ thể từng cây cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước thanh toán, hàng lỗ không clip lên á, em sẽ ăn lại. Rồi, cảm ơn anh em. Thứ nhất tham khảo. Thì cây thứ nhất em lên cho mọi người là một cây cần gốc mini nha anh em. Cây cần gốc mini đó. Một cây cần của Alpha Tactical, hàng Korea xuất nhật. Thì cây này nó thu gọn, chiều thu gọn nó là 41 cm nha anh em, tầm khoảng 2 ngón tay hơn. Phen là phen Fuji loại xám. Bass là bass Fuji Shimano. Bass Fuji Shimano nha mọi người. Bass quặn. Thì chất liệu là carbon nha mọi người, chất liệu carbon. Đúng rồi. Đó. Thì cây này hàng của Korea xuất nhật nha anh em, hàng Korea xuất nhật. Cái này cứng mừng, dài 1m8. Thì hàng này về chiên cho anh em câu cảm giác, câu hanh, câu cháp, câu tôm. Đó. Thì liệu carbon nha anh em. Ngoại hình còn rất là ok nha, không xước xát nhiều hết. Đó, carbon nha mọi người. Đọt ra đây, đó. Cứng tầm mực thôi nha anh em. Đó, anh em câu cá đậm, cá lù đù rất là ok nha. Rồi, cây thứ nhất. Cây thứ nhất nặng là 900, nặng là 98g, đọt 1 ly 3. Giá công khai cây số 1, giá là 600 cộng ship nha. Tiếp theo cây số 2. Thì cây số 2 em lên cho mọi người vẫn là một cây cần rút mini carbon đó. Thì cây này chiều dài thu gọn là 41 cm đó. Thì cây này vẫn là một cây hàng của Alpha Tactical, hàng Korea xuất nhật nha anh em đó. Cây này dài 2m4, độ cứng 20. Thì độ cứng 20 này thì anh em có thể câu cá chép được rồi đó. Câu cá chép hay câu hanh cháp, câu tôm đó. Vậy đánh cảm giác, để trong ba lô lâu lâu, thỉnh thoảng đi du lịch tới anh em lấy ra đánh rất là tiện gọn luôn nha. Chất liệu carbon nha. Chất liệu carbon đó. Phen Fuji loại xám nha anh em, Fuji nha. Đây, Fuji Batabat Fuji. Thì cái này nặng 160g, thu gọn 41 cm, đọc 1 ly 5. Rồi, giá công khai cây số 2, giá quán là 600 cộng ship nha. Tiếp theo cây số 3. Thì cây số 3 em cho mọi người là một cây cắm gốc máy ngang đó. Cây máy ngang nha anh em, cắm gốc máy ngang. Thì dòng này của dòng Misaki, dòng Misaki hàng của China xuất nhật nha anh em đó. Thì cây này dài 2m15. Bass là bass Fuji, phen là phen Fuji nha anh em. Đó, phen Fuji. Phen này mình xích luôn mọi người. Đó, Fuji nha mọi người. Nguyên bộ Fuji hết nha. Đó, đọt đọt sợi thủy tinh. Đó, đọt đọt sợi thủy tinh. Đây Fuji. Thì cái này chiên cho anh em câu máy ngang, câu máy câu biển, đó, săn hàng, câu trên bè, ghe bè thì đọt đọt sợi thủy tinh anh em lắp đứng câu cũng được, cũng tạm được nha mọi người. Đó. Thì ngoại hình còn ok, đó, không lỗi lầm gì hết, hàng nguyên zin. Thì cái này nặng là 357g. Đọt 1 ly 6, giá công khai cây số 3, giá là 600 cộng ship nha mọi người. 600 cộng ship cây số 3. Tiếp theo cây số 4. Cây số 4 lên cho mọi người vẫn là một cây hàng cắm gốc. Thì cây này cứng 50 và 1m5 nha anh em, cứng 50 và 1m5. Bass là bass Fuji, phen là phen Fuji loại xám nè, đó. Phen Fuji nha anh em, bô Fuji luôn. Thì ngoại hình của ok, đọc đọc sẽ tin, đọc đọc. Thì cái này vẫn là một cây hàng của China xuất nhật đây, đó, mà có đầy đủ. Bass Fuji, phen Fuji, nặng là 290g, đọc 2 ly 3, giá công khai cây số 4, giá là 400 cộng xếp nha anh em. Cứng 50 và 1m5. Tiếp theo cây số 6, 1, 2, 3, 4, 5, tiếp theo cây số 5 nha anh em. Thì cây số 5 lên cho mọi người là một cây cần của Alpha Tactical, đây, đó. Vẫn một cây hàng cắm gốc, đọt 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 rồi đọt sao thứ tinh đặc. Thì dòng đọt này thì anh em về đánh bao lực, bao bao lực này. Hàng này hàng của China xuất nhật nha. Đó. Đây nè, chốc sơn thôi nha anh em, phôi không ảnh hưởng nha. Phôi sao thứ tinh thì em bao chắc rồi, bao bạo lực luôn. Phen là phen Fuji. Đó. Thì cần mới về em chưa vệ sinh luôn nha mọi người. Đó, bu chống sắn luôn nè, đó, bu chống sắn Fuji luôn. Đó. Thì dàn phen này thì anh em vừa đánh vô khu tư đó. Hàng Fuji đánh khỏi lo đó.
Thì cái này để em xem thông số, thì cái này dài 1m8 nha anh em, dài 1m8. Độ cứng ra tầm khoảng 50. Đó, độ cứng này chuẩn cho anh em câu trên ghe trên bè thuyền nha anh em. Đó. Thì cái này nặng là 330 g, đọt 1.8, giá công khai cái số 5, giá là 650k cộng ship luôn nha. Cái số 6. Thì cái số 6 lên cho người là một cây cần một khúc. Đó. Đọt khá là dịu nha anh em. Đó. Đây nè, đó. Thì cái này dạng câu cảm giác cho anh em nha. Đó, dạng câu cảm giác được. Đó. Để em xem. Thì cái này nó đi ở trên đây là một độ cứng, là độ cứng 7, dài là 1m85. Đó. Đây, cây này còn rất là mới luôn. Cán cán 3 khúc đời cao nè. Bát là bát hãng nè. Phen là phen hãng luôn. Đi chỉ cũng rất là đẹp. Đó. Được cái là cây này được cái bộ bu chống sắn Fuji. Đó, bu chống sắn Fuji nha anh em. Đây, rất là ok nha. Xịn sò. Dạng này về cho anh em câu tôm, câu cá hanh, cá cháp, anh em miền Tây câu cá mè, câu cá mè, cá chim, cá cóc, dạng lên cảm giác. Rồi, giá cái này nặng là 224 g, đọt 1.7 ly, giá công khai cây số 6, giá là 400 cộng ship nhé. Rồi, tiếp theo cây số 7. Cây số 7 lên cho người một cây hàng đẳng cấp. Đây, một cây hàng của anh Pha Taco. Bát là bát Fuji giả gỗ nha mọi người, gỗ nha, rất là đẹp luôn. Anh Pha Taco. Anh em thì cái này cứng ra tầm khoảng 80 đến 120 nha anh em, 80 120, hàng China xuất nhập, dài là 1m, 80 đến 120 chiều dài cái này. Đây, có chiều dài không? Để em đo cái này xem dài bao nhiêu. Không có thông số. Cái này dài 1m5 nha anh em, dài 1m5. Cứng từ 80 đến 120. Fan là fan Fuji nòng súng nè, rất là đẹp luôn. Thì cái này ngoại hình rất là ok, xịn sò. Bass ở đây, bass thôi cũng xịn sò. Khỏi trên thì khỏi chơi. Đó. Fan Fuji nòng súng nha mọi người, Fuji. Thì dạng này thì cũng đánh trên bè thôi, câu trên bè, trên ghe. Đó. Săn hàng. Đó. Cứng ra tầm khoảng 80 120 là quá ok rồi, săn hàng là khỏi chơi. Đó. Thì cái này nặng là 295 g, đọt 1.7 ly, đọt sẽ tới tinh nha anh em. Đó, giá công khai số 7, giá là 750k cộng ship nhé, rất là ok nha mọi người. Tiếp theo cây số 8. Thì cây số 8 lên cho mọi người một cây cần 3 khúc. Thì cây 3 khúc này là một cây cần em lấy từ thị trường Nhật về. Thì cây ba khúc này dài 1m6 nha anh em, dài 1m6. Đây, dài 1m6, phen nó đây. Đó. Phen nó thì nó không có đóng chữ thì em cũng không biết luôn. Đó. Biết nó là chất liệu là carbon, bát là bát Fuji đây. Đó, bát Fuji. Ngoại hình tương đối sạch sẽ đẹp. Đó. Có xuất sắc li ti nè. Thì loại này về cho anh em câu lua, câu chép, câu lăn xê, đánh thoải mái nha. 3 khúc dài 3m6. Chất liệu carbon nha mọi người. Thì cái này theo em test đọt đó, nó cứng ra tầm khoảng 80 nha. Độ cứng 80 ra tầm khoảng gần H là nha mọi người. Đó. Theo em test thôi nha. Thì cái này nặng là 340 g, dài 3m6, cứng 80. Giá công khai cái số 8, giá là 700 cộng ship nhé, 700 cộng ship. Ngoại hình tương đối đẹp. Tiếp theo cây số 9. Thì cây số 9 vẫn là một cây cần 3m, cây cần 3 khúc nha anh em. Chất liệu carbon đây. Đó. Carbon sẵn gần gốc. Bát phen là phen hãng nha anh em, phen hãng. Được cái là bát Fuji đây. Phen hãng bát Fuji. Thì cái này một cây của Romit. Đó. Đây nè, chất liệu carbon nha. Bô hãng luôn. Đó. Thì nó để là sóc nhít nè. Cái này dài cũng là 1m. Cái này dài 3m6 nha anh em, dài 3m6, độ cứng là MH. Nó lua từ 30 đến 90 g, tải dây từ 16 đến 30 lb. Đó. Carbon sẵn găng guốc nha anh em. Đó, rất đẹp luôn.
tội cái là nó phen là phen hãng thôi đó. Về anh em đánh vô tư, câu lóc, câu chẽm, đánh lăn xê, câu tra, câu chép gì rất là ok đó. Hàng Romex này là hàng của Korea xuất nhật anh em, hàng Korea test đọt luôn đó, đọt tương đối nhanh em, nó giống như cây số 8 thôi đó, đọt cũng cứng như là ngang ngang cây số 8. Thì cái này nặng là 350 gram, dài một dài 3m6, đọt 1 ly 9, giá công khai cây số 9, giá 750k cộng ship nhé. Tiếp theo cây số mừng, thì cây số mừng em lên cho mọi người là cây này dạng đánh chép mà đó, dạng lua mà dài với nó mềm cho anh em câu chép đó. Chất liệu carbon, phen là phen fuxi nha anh em, phen fuxi, bass fuxi đó em mọi người, phen fuxi, bass fuxi nhá, bô fuxi luôn. Thì cây này là một cây cần của, để em xem của ai, cũng không biết của ai luôn, tết bass đó. Thì cái này em lấy từ cũng từ thị trường Nhật về. Thì cái này nó dài 1 mét, cái này dài, nó dài 3 mét anh em, dài 3 mét, ngoại hình tương đối ok, nặng là 230 gram, độc 1 ly 7, nó tải mồi từ 3,5 đến 21 gram, tải dây từ 4 đến 16 lb. Rồi giá cột số 10, giá là 800, giá là 7 600 cộng ship anh em, 600 cộng ship cái số 10. Thì loại này về anh em đánh chép hoặc dịch vụ là phê rồi, phê hết nói luôn á đó. Đó, anh em có thể đi lua chẽm cũng được, dạng mềm mềm thế này. Tiếp theo cây số 11, thì cây số 1 em lên cho mọi người là một cây cần chuyên cho anh em câu ngâm, câu lăn xê đó. Thì cây số 1 là một cây cần của Ryobi, chất liệu carbon này, phen nó rỉ rỉ thế này nhưng mà còn rất là chắc nha anh em, test rồi nhé. Ngoại hình ok, phen loại xám nha mọi người, rất là đẹp luôn, phen ok hết nha. Đây mấy cái này thì anh em về đánh vô tư nha, còn rất là chắc luôn, bu trong sắn nè. Thì cái này trên dài 3m9, cứng 50, hàng của Ryobi đó. Super carbon nè, siêu carbon, ngoại hình tương đối ok, ngoại trừ cái mấy cái phen nó rỉ rỉ thế này nè mọi người, đó không ảnh hưởng gì trơn nha anh em, đó anh em về là vô tư. Thì bát là bát fuxi, phen là phen fuxi, cứng 50, dài 3m6, dài 3m9. Thì chiều dài này chỉnh cho anh em câu lăn xê, câu chép rồi đó, câu lăn xê, câu chép, câu cha, câu cách chê đó, ngoại hình tương đối ok đó. Thì cái này nặng là 470 gram, đọt 2 ly 5, giá công khai số 1, giá là 700 cộng ship nè, 700 cộng ship cái cây số 1, một cây chiên lăn xê. Tiếp theo cây số 12, thì cây số 12 em lên cho mọi người vẫn một cây cần 3 khúc, nhưng mà cây này nó có độ cứng là 50 nha anh em, cứng 50, dài 3 mét, dài 3 mét 3. Thì phen cây này sở hữu bộ phen xích nha mọi người, bộ phen xích đây, phen nó cũng bị rỉ rỉ chỗ này nè, còn rất là chắc nha đó, em cầm em gực em thử rồi nó còn rất là ok. Anh em về đánh là vô tư luôn, không có hư luôn đâu sợ. Phen là phen xích nè, bộ phen này rất là xịn, phen xích nhìn nè rất là bóng luôn. Thì loại này cứng 50, dài 3m3, phôi này là phôi carbon pha nha anh em, phôi carbon pha. Lại dạng này của anh em câu cá chép, câu lăn xê, câu tra nha mọi người. Đó. Hàng Olympic nha mọi người, hàng Olympic. Rồi, cái này nặng là 500 g, đọt 3 ly 2. Giá công khai cái số 12, giá là 1.700 cộng ship anh em. Tiếp theo cây số 13. Thì cây số 13 em lên cho mọi người là một cây hàng hệ hàng đai qua, phen lá. Đây, đó. Thì cái này được đi keo lại nha mọi người, được đi keo lại đó. Nó nghĩ thế này nè, mà nó nặng quá nó hư, nó lúc lắc thì em đi keo lại nha anh em đó. Mấy này ok hết thì em không đi keo lại, để nguyên zin. Một cái đây qua hàng hệ hàng phen lá mọi người,
bát là bát đai qua, bát đai cao đó. Trang khoan anh em đi keo lại nha, đó càng sau thì em báo anh em vậy, cái này cũng vậy đi keo lại hết. Khoan lá buông chống sắn, độ cứng cái này là độ cứng 30, dài 3m6, thì độ cứng này về đánh chép thôi nha anh em, đánh chép câu giặt vào biển đó, đánh cảm giác. Loại phen lá này thì anh em đánh rất là ok luôn á, ca dây ổn rồi, tạo cảm giác rất là ổn luôn, ngoại hình tương đối đẹp đẽ nha anh em. Đó, phen thì em có mấy phen đi keo lại nè, phen này đi keo lại thì có đi keo lại thì báo cho anh em đi keo lại cho anh em biết. Chất liệu carbon phen lá thì cái này nặng là 172g, 127g. Đọt nó là 1.7 ly, độ cứng 30, dài 3m6, giá công khai số 13, giá là 1.3 triệu nha anh em. Tiếp theo cây số 14, thì cây số 14 lên cho mọi người vẫn là một cây cần hàng của Mamisa, hàng Olympic. Thì cây này số bộ phen lá, bộ phen lai nha anh em, đó, hàng nguyên zin mà nó hãng nó làm sai cũng không biết đâu. Đây, ở dưới đây là phen bóm nha, đó, phen bóm. Rồi đi lên dẫn cho đây là phen lá, mà phen lá này nó gọi ác nữa cái là xít đen nữa. Đó, phen lá xít đen nha anh em, phen lá xít mà trắng đen nữa, đa phần thì chân trắng hết, rất là hiếm mấy cái chân đen này, đó khá đẹp nha anh em, đó anh em, đó khá là đẹp, buông chống sắn, buông xít luôn, phen ok hết nha anh em, đó. Đây phen bấm, đây phen lá nè, đó. Thì cái cứng 50, dài 3m, độ dài này chỉnh cho anh em lăn xe câu tra câu chép nha. Đó. Phôi này cũng là phôi carbon pha. Đó. Cần xa báo cho em vậy. Cần Mamisa Olympic. Ngoại hình ok. Thì cái này nặng là 400g, đọt 3.8 ly, giá công khai cái số 14, giá 1.2 triệu nha mọi người. 1.2 triệu cái số 14. Đây, test độ cong cho anh em xem. Tiếp theo cái số 15. Thì cái số 15 lên cho mọi người là một cây cần của, để em xem, một cây cần của, em chả biết cái này là của hãng nào, Benso, em cũng bó tay luôn. Thì cái này em lấy từ Nhật về, đó. Thì đây anh em, phen này là một nguyên bộ phen biển anh em, phen biển lõi xít, chất liệu carbon, đó. Bát là bát Pussy nha anh em, bát Pussy tam hoàng luôn. Thì cây này em lấy về em cũng chưa vệ sinh luôn nè. Pussy nha, Pussy xích biển. Đây nè, bù chống sắn, bù xích biển luôn, bù chà bá luôn. Ây da. Này, khá là xịn nha. Thì cây này dạng cho anh em săn hàng, đó. Thì độ cứng cái này nó để là 80-120, nhưng mà em test nó vẫn đọt này, nó vẫn có độ dịu nè, đó. Nó ra tầm khoảng 80 anh em, 50-80 thôi, đó. Thì test sao báo anh em vậy luôn, ven biển săn hàng. Thì cái này về cho anh em câu lăn xê, câu tra, câu chép, đó, câu giặt bờ biển. Ven này đánh thật khó chê. Thì cái này nặng là 420g, đọt là 2.4 ly, giá công khai cây số 15, giá là 900 cộng ship nha nè, 900 cộng ship cây số 15. Tiếp theo lên cho mọi người cây số 16 nha anh em. Đó. Thì cây số 16 là một cây cần của Ryobi. Đó. Phen là phen Pussy nha anh em, phen Pussy, phen lá, loại xít nè. Góc là bóng luôn. Bát tầm bát gòn. Đó. Khá đẹp nha anh em. Dài 3m3, hàng Ryobi. Đó. Pussy nha anh em. Ngoại hình cái này tương đối sạch nha anh em, tương đối sạch sẽ, đẹp đẽ, bu chống sắn. Đó. Hàng nguyên zin nha, nguyên zin. Rất là đẹp luôn. Thì cái này hàng của Korea xuất Nhật nha anh em, Korea xuất Nhật, ngoại hình tương đối ok. Đó. Thì
cái này nó độ cứng ra tầm khoảng 50 anh em. Đó, nó vẫn có độ dịu nè. Đó, dạng này dạng cho anh em câu chép à, chiên câu chép. À, thì cái này nặng là 315 g, đọt 2 ly 2. Giá công khai cây số 16, giá là 1,3 triệu nha anh em, 1,3 triệu cây số 16. Tiếp theo cây số 17. Thì cây số 17 bên cho mọi người là một cây cần của hàng Power Beat nha anh em, hàng Power Beat. Thì cái này dài 2m7, 2 đọt nha anh em. 2m7, 2 đọt, một đọt cứng 50 80, một đọt cứng 80 120. Đó. Thì chất liệu đều carbon sẵn nè, sẵn như con gắn thế này khỏi bàn. Bát Pussy Japan. Đó, phen lỗi xám. Ngoại hình đẹp cho anh em, ngoại hình đẹp. Thì cái đọt 180-120 bị mắc một khúc này mọi người thấy không? À, bị mắc một chút nha, mắc cỡ một đầu bu. Đó, cặn xám báo anh em vậy. Thì hai đọt này thì chiên cho anh em câu săn hàng. Đó, đọt tháp nha anh em, đọt tháp săn hàng, ngoại hình đẹp. Đó, ngoại hình tương đối đẹp, không lỗi lầm gì hết, chỉ có một lỗi của cái đọt 120 thôi, đọt 120-80. Đó, nó mắc một khúc nha anh em, mắc một tí. Thì cái này nặng là 330 g, đọt 2 ly 1, đọt cứng 50-80. Một đọt 2 ly 4 đầu cứng ra tầm khoảng 80-120 nha anh em. Rồi, giá công khai số 17 giá là 900 cộng ship nha. 900 cộng ship cho một cây hàng săn hàng hai đọt đó. Anh em tùy theo chỗ nước sâu nước cạn mà anh em xây chuyển đọt anh em câu. Tiếp theo cây số 18. Cây số 18 ta cho người vẫn một cây hàng hai đọt. Nhưng mà cây này được cái là nguyên xin anh em. Nguyên xin. Cây này hàng của anh Pha Tắc Cồn. Phen vẫn là phen Fuji lỗ xám nè. Bát cũng là bát Fuji Japan. Ngoại hình nó có chóc sơn tí như này, chóc lớp sơn bóng thôi. À, chạy xước tí, không ảnh hưởng gì tới phôi. Đọt vẫn là đọt. Đọt vẫn là đọt thấp. Ngoại hình ok. Thì cái này nó có hai thông số là độ cứng 30 và 50 anh em, 27 cứng 30 50. Thì loại này vẫn cho anh em săn hàng đó, tùy theo nước chỗ nông chỗ cạn anh em câu. Đó, chỗ nông chỗ sâu anh em câu. Thì cái anh Pha Tắc Cồ này thì chất liệu carbon, nặng là 260 g, đọt 1 ly 7, độ cứng 30 50, một đọt 2 ly 1, độ cứng 50 80. Rồi, giá công khai cây số 18, giá khoảng là 900 nha anh em, 900 cần hai đọt, quá ok à. Tiếp theo cây cuối cùng. Thì cây cuối cùng là cây số 19. Cây số 19 em ra cho mọi người là một cây cần của thương hiệu của Mỹ. Đây nè, Ugly. Đó, một cây thương hiệu của Mỹ Ugly. Thì cây này dài 2m7 nha anh em. Dài 2m7. Đây, Ugly Tip. Đây, đó. Một cây thương hiệu của Mỹ nha anh em. Đây, dài 2m7. Đó, cứng 30-50. Để là 30-50 nha anh em. Đó. Chất liệu vẫn là chất liệu carbon nha mọi người, chất liệu carbon. Phen là phen Fuji lỗ xám, bát là bát Fuji tam vàng xếp bên. Sẵn nha. Đọt ở trên này đọt đọt sẽ tinh nha em. Đó, mấy cây ức ly là đọt này đọt đặc trưng của nó ơi, khỏi không có gì phải cãi nữa. Thì dạng cấp phôi của ức ly á, đánh cực kỳ cảm giác nha anh em. Đó, nảy cá ok, rất là nảy luôn. Thì cái này nặng là 380 g, đọt 2 ly 8. Giá công khai cây số 19, giá 1 triệu nha anh em. Đó, đó công cộng 19 cây cần em lên trên hôm nay. Nếu anh em ưng cái nào chốt lên là số điện thoại tự động liên hệ với anh em nhé. Rồi, cảm ơn anh em.